sắp tới ngày đi tái khám rồi, ăn cho nhiều vô á. Bệnh của em không có khỏi đâu, khám chi khám hoài. Anh đã nói á, chữa được là chữa được mà. Em còn á, cần phải thay thận. Thay thận? Nếu á, con trâu quả thận của con á, thì em con sẽ được sống. Nếu có một chút sai sót trong khâu phẫu thuật của người hiến thận thì người hiến thận sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Cuộc phẫu thuật miễn phí vốn được xem là phép màu đầy hy vọng với hai đứa trẻ mồ côi. Con đồng ý, em con phải sống. Anh về làm mướn để kiếm tiền. Nhưng giờ này không thấy anh hai con ở đây, chắc ca phẫu thuật này phải hủy. Nhưng lý do nào đã khiến người anh biến mất trước phút giây quan trọng đó? Hai không bao giờ bỏ con đâu. Cảm nhận những thông điệp nhân gian sâu sắc cùng câu chuyện Anh Chưa Từng Bỏ Em trong chương trình phim ngắn cuối tuần lúc 19:50 Chủ nhật ngày 23 tháng 1 năm 2022 trên truyền hình Vĩnh Long 1.